Tính cho đến hết tháng 3 năm 2016, một số cục hải quan địa phương đã thực hiện kiểm tra các lô hàng nhập thịt gà từ Mỹ. Kết quả cho thấy thịt gà từ Mỹ nhập về Việt Nam tăng mạnh và riêng tại thành phố Hải Phòng, số lượng mặt hàng này đã tăng tới gần 3 lần. Việc kiểm tra trên được thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan nhằm kiểm soát mặt hàng gà đông lạnh được cho là bán với giá quá thấp từ Mỹ. Qua kiểm tra, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết thịt gà đông lạnh nhập từ Mỹ đã gia tăng đáng kể trong tháng 3, khoảng 275%. Đây là con số gia tăng được cho là cao nhất với sản phẩm nhập khẩu này từ trước đến nay qua các cảng biển Hải Phòng. Yêu cầu siết chặt kiểm tra với các lô hàng gà đông lạnh nhập khẩu được đưa ra sau khi đại biểu Quốc hội lên tiếng về tình trạng gà đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam quá lớn và giá quá rẻ gây khó khăn cho hàng vạn hộ dân nuôi gà ở Việt Nam. Hiện nay giá đùi gà đông lạnh nhập từ Mỹ là 19.000 đồng một kg, má đùi 17.500 đồng một kg, cánh gà 55.000 đồng một kg và gà nguyên con không đầu cánh chân 35.000 đồng một kg. Mức giá bán này đang rẻ hơn giá gà tươi trong nước 30-50% và rẻ nhất trong số các quốc gia xuất khẩu thịt gà vào Việt Nam. Nhưng so với mức giá bán lẻ cùng loại thịt tại Mỹ thì cũng cao gấp 3-4 lần bán tại Việt Nam. Điều này khiến các chuyên gia nghi ngờ về chất lượng thịt gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ. Được biết năm 2015, đã có khoảng 55 doanh nghiệp Việt Nam nhập gà đông lạnh từ Mỹ với số lượng lên khoảng 85.000 tấn, được cung cấp từ 32 doanh nghiệp chủ yếu tại Mỹ.